Sáng nay, 17 tháng 4, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội. Trong số bị cáo đáng chú ý có ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội. Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa gồm ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Tim, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc, bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng, ông Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là cựu phó phòng phụ trách phòng vật tư. 7 bị cáo khác là những cựu lãnh đạo nhân viên công ty Hoàng Nga, công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC, công ty Kim Hòa Phát. Họ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thủ đoạn trên được các bị cáo thực hiện trong 4 gói thầu trong các năm 2016-17 gây thiệt hại cho nhà nước 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Quang Tuấn cùng lãnh đạo công ty Hoàng Nga còn có hành vi thông thông thầu, gian lận thầu trong 5 gói thầu khác gây thiệt hại hơn 47 tỷ đồng. Như vậy các bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 53,5 tỷ đồng.